Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trường Giang giải cứu ái nữ khi mẹ phạt, than thở cha con cùng số phận. Từ ngày gia đình có cô công chúa nhỏ, Trường Giang nhà Phương đặt hết tâm tư lên con gái. Trên trang cá nhân của cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của Destiny. Giống như nhiều đứa trẻ khác, con gái mười khó cũng có lúc bị mẹ la vì không nghe lời. Mới đây trên trang cá nhân, Trường Giang đã chia sẻ đoạn clip giải cứu con gái. Cô bé vì không nghe lời nên bị mẹ la và thế là nam nghệ sĩ đã làm anh hùng giải quyết sự việc. Đang ở dưới sân, Trường Giang nghe thấy tiếng con gái khóc trên lầu, nam nghệ sĩ liền gọi tên bé. Nghe được tiếng ba, Destiny càng khóc lớn hơn. Mười khó đã chạy đến xem tình hình, được biết cô bé vừa bị mẹ la do không chịu ăn cơm cũng không ngủ. Trường Giang đến ôm con gái vào lòng, anh khuyên nhẹ nhàng, mai mốt phải nghe lời mẹ nghe chưa, ai kêu con lì quá làm chi, con không ngủ, không ăn từ sáng, ba còn chịu không nổi mẹ con nữa, sao con dám chống cự vậy con. Tiếp theo đó, nam nghệ sĩ gợi ý con gái xuống hồ bơi chơi, nghe được câu này Nhã Phương liền nói, không có đi chơi, ở yên đó. Vợ lên tiếng, nam nghệ sĩ sinh năm 1984 cũng không dám bỏ đi, anh ngồi đó và tiếp tục than thở. Con dám mở cửa, con bỏ đi hả? Sao con lì vậy? Ai dạy con? Xin lỗi mẹ đi, xin lỗi mẹ mới được chứ. Nói là xin lỗi mẹ, giờ mình tắm rửa, ăn cơm, rồi mình đi vòng vòng chơi được không? Nam nghệ sĩ an ủi con gái. Trong lúc nói chuyện với con, anh ôm cô bé không rời. Ngược lại, Destiny cũng dính lấy ba. Trường Giang tiếp tục than thở, cuộc đời hai ba con mình khổ quá con hé, quá khổ luôn, hai ba con mình cùng cảnh ngộ. Cuối cùng Trường Giang cũng quyết định cãi lời vợ giải cứu con gái, anh bế công chúa nhỏ đi bằng đường, ban công và xuống hồ bơi. Sau đó còn nấu ăn và đút cho Destiny ăn, cô bé ăn uống ngon lành, thậm chí còn khen ba tí nấu ăn xuất sắc. Chi tiết này cho thấy trong khuôn viên sống của gia đình Trường Giang còn có cả bể bơi hoành tráng. Điều này càng minh chứng cho việc danh hài yêu chiều ái nữ như thế nào. Trong một chia sẻ trước đó, Mười Khó còn cho biết bản thân không phải là người chiều con, nhưng hành động lại cho thấy anh cực cưng cô bé. Không, tôi đâu có chiều gì đâu, cũng bình thường thôi à. Tôi không cho con tiếp cận với những thứ gì thuộc về công nghệ. Tôi cho con tự lập, bố mẹ gia đình hai bên tôn trọng quyết định của hai vợ chồng tôi về cách dạy con. Vì vợ chồng tôi đủ nhận thức về việc mình làm, tôi đang cho con sống theo kiểu như ở quê, một cách sống tự nhiên, cái gì cũng cho ăn. Tất nhiên là không cho ăn bậy rồi, giống như tôi ngày xưa ấy, có gì đâu mà ăn, cứ có gì là ăn nấy. Không chỉ có câu chuyện đáng yêu về gia đình Trường Giang mà nhiều khán giả còn được thấy cận cảnh gương mặt của bé Destiny. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, má phúng phính đáng yêu, đặc biệt là tổng thể gương mặt như hòa trộn của ba Trường Giang và mẹ Nhã Phương. Có thể thấy bé Destiny chính là bảo bối của Trường Giang thời điểm hiện tại. Nam nghệ sĩ không chỉ dành nhiều thời gian cho con mà còn tặng quà lớn dù bé còn ít tuổi. Trước đó không lâu, vợ chồng anh vừa xây biệt thự vườn mang tên nhà trọ Destiny. Đây là một khu vực khá rộng và đắt đỏ tại Vũng Tàu. Nơi đây không chỉ dành để gia đình nghỉ ngơi, diễn viên còn tổ chức một show thực tế và sắp ra mắt chương trình đầu tiên. Trường Giang chia sẻ về 3 năm hôn nhân cùng Nhã Phương. Vừa qua, Trường Giang đã tham dự một đám cưới. Nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ về hôn nhân của mình để cô dâu chú rể có thể rút kinh nghiệm. Anh cho biết chú lấy vợ được 3 năm rồi, có đủ chuyện hết trơn. Cái này chú nói thiệt lòng, lúc mình yêu nhau chưa có đám cưới nó khác. Cưới nhau rồi đã là cuộc sống vợ chồng rồi, nó có nhiều vấn đề, giận hờn có, hạnh phúc có, vui có, buồn có. Chú chỉ khuyên con một câu sau khi chú đã trải qua nhiều năm, đó là sau này trong cuộc sống vợ chồng của con, dù có chuyện gì xảy ra, có vui, có buồn, có giận, có hờn, vợ chồng đừng chọn ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.